Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email FB Trịnh Bá Phương 10/2/2018 mẹ tôi cấn. Thì theo về đến Dương Nội, 10/2/2018 anh Công Trinh New Gen đã tốc ký ghi lại lời phát biểu sau khi ra tù lần thứ hai của mẹ tôi cấn thị. Theo với bà con tại Dương Nội chiều ngày hôm nay, xin kính chào bà con, dân Oan và cộng đồng trong và ngoài nước. Tôi là Cấn Thị Thêu Dân, Oan Dương Nội. Chỉ vì gia đình tôi không chấp nhận để cho bọn quan tham cướp đất của gia đình tôi, mà tôi đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam hai lần cầm tù đối với tôi. Trước đó, chúng đã cầm tù cả chồng tôi. Trong thời gian vợ chồng tôi bị giam cầm, thì ở bên ngoài chúng đã đánh đập tàn bạo các con của tôi. Không chỉ riêng gia đình tôi mới là nạn nhân của chế độ độc tài cướp đất công an chị này, mà ngoài gia đình tôi ra, có cả hàng triệu gia đình dân Oan khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam cũng có hoàn cảnh giống như gia đình tôi. Hôm nay tôi đã thoát khỏi ngục tù cộng sản, ra khỏi nhà tù nhỏ, trở về nhà tù lớn, nơi mà có hàng triệu bà con dân Oan đang ngày đêm phải rên xiết dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay tôi được trở về đoàn tù với gia đình chồng con. Tôi vô cùng biết ơn toàn thể bà con dân Oan, cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thay mặt gia đình, tôi xin được gửi đến toàn thể bà con dân Oan, cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo và các vị luật sư lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những người bạn tù đã bao bọc và che chở cho tôi trong suốt thời gian tôi sống tại trại giam số 1 Hỏa Lò và trại giam Gia Trung. Kính thưa toàn thể bà con dân Oan, bắt đầu kể từ ngày hôm nay tôi sẽ lại chung sức chung lòng, đóng góp một chút công sức nhỏ bé để cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai, tài sản mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta. Mong cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo và các vị luật sư hết sức giúp đỡ chúng tôi trên con đường tranh đấu, để sớm đưa những tên quan tham gia xét xử, luận tội chúng nó trước bản dân thiên hạ. Phải cho chúng từ quan làm dân, để cho chúng không còn có cơ hội cướp bóc, đàn áp, đánh đập nhân dân. Phải bắt chúng chịu trách nhiệm về tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân dân chúng tôi. Phải cho chúng nếm cảnh tù tội, để cho chúng biết thế nào là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, khi mà trước đây chúng đã bóp chết công lý để đẩy nhiều người dân lương thiện vào cảnh tù tội oan sai. Phải cho chúng tận mắt chứng kiến nỗi đau tột cùng của những gia đình có người thân bị chúng đánh chết hoặc bị thương tích đầy người hoặc bị tù tội oan sai, để cho chúng biết rằng tội ác của chúng là không thể dung tha. Mong toàn thể bà con dân Oan hãy đoàn kết muôn người như một, để chúng ta có đủ sức mạnh đấu tranh chống lại bọn quan tham cường hào ác bá. Cuối cùng, tôi xin kính chúc toàn thể bà con dân Oan cùng các quý ân nhân trong và ngoài nước mạnh khỏe, để đón xuân mới 2018 với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc công cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, đòi quyền sống của tất cả của bà con dân Oan chúng ta sớm được thành công và thắng lợi. Tôi xin chân thành cảm ơn dân chúng, hoan hô chúc mừng chị Cấn Thị Thêu, chúc mừng, quyết tâm giữ đất, quyết tâm đà đảo cộng sản cướp đất của dân, đà đảo, cộng sản độc tài toàn trị, đà đảo cộng sản độc tài công an, trị, đà đảo quan chức cộng sản cướp đất của dân, đà đảo, quan chức cộng sản tham nhũng cướp đất, đà đảo tòa án cộng sản, kết án oan sai nhân dân, đà đảo quyết tâm giữ đất, quyết tâm đà đảo cộng sản độc tài, đà đảo cộng sản tham nhũng, đà đảo Cấn Thị Thêu vô tội, quyết tâm giữ đất, quyết tâm xin cảm ơn tất cả nhà, pháp ly e pha. Trịnh Bá Phương sơ sở MD 10 phé vơ thơ 2018, xin kính chào bà con dân Oan và cộng đồng trong và ngoài nước. Tôi là Cấn Thị Thêu dân Oan Dương Nội. Chỉ vì gia đình tôi không chấp nhận để cho bọn quan tham cướp đất của gia đình tôi, mà tôi đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam hai lần cầm tù đối với tôi. Trước đó, chúng đã cầm tù cả chồng
tôi, trong thời gian vợ chồng tôi bị giam cầm, thì ở bên ngoài chúng đã đánh đập tàn bạo các con của tôi, không chỉ riêng gia đình tôi mới là nạn nhân của chế độ độc tài cướp đất công an trị này, mà ngoài gia đình tôi ra, có cả hàng triệu gia đình dân oan khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam cũng có hoàn cảnh giống như gia đình tôi. Hôm nay tôi đã thoát khỏi ngục tù cộng sản, ra khỏi nhà tù nhỏ, trở về nhà tù lớn, nơi mà có hàng triệu bà con dân oan đang ngày đêm phải rên xiết dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay, tôi được trở về đoàn tù với gia đình chồng con. Tôi vô cùng biết ơn toàn thể bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thay mặt gia đình, tôi xin được gửi đến toàn thể bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo và các vị luật sư lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những người bạn tù đã bao bọc và che chở cho tôi trong suốt thời gian tôi sống tại trại giam số 1 Hỏa Lò và trại giam Gia Trung. Kính thưa toàn thể bà con dân oan, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ lại chung sức, chung lòng, đóng góp một chút công sức nhỏ bé để cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai, tài sản mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta. Mong cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo và các vị luật sư hết sức giúp đỡ chúng tôi trên con đường tranh đấu, để sớm đưa những tên quan tham gia xét xử, luận tội chúng nó trước bản dân thiên hạ, phải cho chúng từ quan làm dân, để cho chúng không còn có cơ hội cướp bóc, đàn áp, đánh đập nhân dân, phải bắt chúng chịu trách nhiệm về tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân dân chúng tôi, phải cho chúng nếm cảnh tù tội, để cho chúng biết thế nào là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, khi mà trước đây chúng đã bóp chết công lý để đẩy nhiều người dân lương thiện vào cảnh tù tội oan sai. Phải cho chúng tận mắt chứng kiến nỗi đau tột cùng của những gia đình có người thân bị chúng đánh chết hoặc bị thương tích đầy người, hoặc bị tù tội oan sai, để cho chúng biết rằng tội ác của chúng là không thể dung tha. Mong toàn thể bà con dân oan hãy đoàn kết muôn người như một, để chúng ta có đủ sức mạnh đấu tranh chống lại bọn quan tham cường hào ác bá. Cuối cùng, tôi xin kính chúc toàn thể bà con dân oan cùng các quý ân nhân trong và ngoài nước mạnh khỏe để đón xuân mới 2018 với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc công cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, đòi quyền sống của tất cả cả của bà con dân oan chúng ta sớm được thành công và thắng lợi. Tôi xin chân thành cảm ơn dân chúng, hoan hô chúc mừng chị Cấn Thị Thêu. Chúc mừng, quyết tâm giữ đất, quyết tâm đả đảo cộng sản cướp đất của dân, đả đảo cộng sản độc tài toàn trị, đả đảo cộng sản độc tài công an trị, đả đảo quan chức cộng sản cướp đất của dân, đả đảo quan chức cộng sản tham nhũng cướp đất, đả đảo tòa án cộng sản kết án oan sai nhân dân, đả đảo quyết tâm giữ đất, quyết tâm đả đảo cộng sản độc tài, đả đảo cộng sản tham nhũng, đả đảo Cấn Thị Thêu vô tội, quyết tâm giữ đất, quyết tâm xin cảm ơn tất cả nhà người gõ tét công trình nu gen tuyết xe không cộng một pin chít không im.